Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh EZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em phải qua channel thứ hai của mình, đó là channel Mr Thành đây để xem thêm những video mới nhất. Và ấn nút đăng ký nếu chưa đăng ký nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Vào game cái. Thấy bảo là có một vài thông tin về những con rồng Heroic mới. Ở đây thì mình đã kiếm thêm được một chút coin anh em ạ. Và có một con ong mới. Thật ra con này mình cũng không quan tâm lắm đâu. Con này thật ra không quan tâm lắm. Cái sự kiện này sẽ còn khoảng 4 ngày nữa nha anh em. Và còn một ngày thôi là sẽ mở khóa được cái con Legend này. Không biết là liệu rằng là chúng ta có đủ coin hay không. Quan trọng bây giờ có đủ coin hay không đây. Sự kiện thì chúng ta cũng không có sự kiện gì mới đâu. Chúng ta sẽ có đủ chìa khóa để mở cái bên kia thôi. Có bán rồng gì mới không ta? Nature Island Gip. Cái gì đấy? Cái này là bọn này 4 con trong cái sự kiện là Spring Island và cái Grady Purse. Hai con này thì cả hai con đều không lấy được. Nó rất là khó lấy anh em ạ. Chúng ta sẽ đi lấy coin đã nhá. Hôm nay có rồng gì để review không? Hiện tại đây mình có khá rồng. Có rồng chuối. Con rồng chuối là con rồng cũ rồi anh em ơi. Chúng ta bán con laser đi này. Không biết là bao giờ sẽ diễn ra cái sự kiện đua rồng Heroic nhỉ? Chúng ta lại nhớ. Cảm giác là hơi nhớ cái sự kiện đua rồng Heroic rồi. Không biết anh em có nhớ không? Husk Queen, Jodiac, Taurus. Rất nhiều loại rồng khác nhau ở trong này. Mình có loài gì chưa review không nhỉ? Thật ra thì cũng có vài con cũng chưa review. Chief Fearer, Drataro review rồi này. Còn Cruiser 2 sao luôn ạ. Trong họ mình có con rồng 2 sao anh em. Nhìn chung cũng khá là ngon. Mình sẽ lấy đống coi nha anh em. Lấy hết đống coi đã xong tính sau. Ở đây thì ở đây cho phép chúng ta có thể like được con rồng Vanos anh em ạ. Ồ, con này khá đẹp. Có thể like được cả hai con. Một con là Houdini hoặc là con Vanos. Mình sẽ thử like con Vanos này nha anh em. Và hy vọng ta sẽ like được từ Terra và Sea thôi. Công thức thì là dễ. Nhưng mà để like ra nó thì không hề dễ. Một chút nào. Mình đang like 2 chuồng à? Ui, liên tục luôn anh em ạ. Rồi. Bên này thì hiện tại đang full. Chúng ta có rất nhiều dòng nên mình like cả 3 chuồng luôn. Cái này là 5 tiếng. Cái này rơi vào tầm khoảng 3 tiếng. Tỷ lệ ra cực kỳ là thấp nha anh em. Cái này là rơi vào tầm khoảng 4 tiếng này. Ok. Nói chung là đây là bộ 3 cái con rồng gì nhỉ? Con rồng của YouTuber Vanos. Hình như có cái thông tin ở đây thì phải. Đâu nhỉ? Mình nhớ có thông tin gì đó về 3 con rồng Vanos gì đó thì phải. Mất rồi. Ở đây không còn nữa rồi. Mình nhớ là có nhưng mà hiện tại này không xuất hiện nhỉ? Và hiện tại mình đang có khoảng là 9m phút cơ. Wow, thoải mái mà có thể cho rồng ăn được anh em nhá. Chúng ta sẽ lấy full coin đi. Không còn sự kiện kia rồi. Sự kiện kia thì mình lấy thêm được 1000 coin anh em ạ. Cái con rồng mới thì không lấy được vì nó quá là đắt. Phải nói như vậy. Chúng ta lấy xong cái này. Có quest gì đánh thì đánh nốt thôi. Food quest và Greedy Major quest. Chúng ta vẫn sẽ luyện tập cho con rồng chính của chúng ta. Đó chính là con rồng thần long gió vương của mình. Hiện tại đang cấp độ B cộng và nó sẽ tiến tới cấp độ đó chính là cấp độ A trừ. Ngay bây giờ cố gắng. Đang cố gắng hết sức để tiến lên cấp độ A trừ. Con này tiêu khoảng là 18.000 máu. 18.992 máu. Rồi đấm 5 phát này. Chạy đi đâu. 16.000. Con này thì cũng sẽ 2 đòn thôi. Chiêu mạnh nhất của chúng ta là chiêu gió hoặc là chiêu... Pua, đúng rồi, mình phải cho rồng đi học skill. Mình quên mất phải rồng đi học skill anh em. Chúng ta sẽ kiếm được 25 coin. Cũng khá là ít thôi, không nhiều lắm. Chúng ta cho rồng đi học skill nha anh em. Đây chính là cái nơi để học skill. Train cho nó. Mình sẽ tìm tới những con rồng là mang cái chữ là hai. Đấy, để tất cả rồng hai của chúng ta. Có nhiều con còn chưa học xong cái skill này. Ví dụ con này này. Con này học xong hết rồi. Thay cho chiêu Ghost cho anh em. Đấy, sẽ mất khoảng 1 ngày để học. Và chúng ta sẽ sử dụng cái thanh kiếm rồng ở đây để bắt đầu luyện tập luôn. Đấy. Tăng cái tốc độ luyện tập. Còn khá lâu nữa mới lấy được thêm game à? Còn lâu lắm. Nhiệm vụ của bang hội là nhiệm vụ gì nhỉ? Ô, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi anh em ạ. Ồ, đây chúng ta sẽ có 3 bạn không làm Nicolas, Vicent, Phan Thành Lợi và Trần Nhật Duy. Mình sẽ ăn hai lần này cực kỳ khó rồi anh em. Phan Thành Lợi và Trần Nhật Duy, mình sẽ kích hai bạn là Phan Thành Lợi và Trần Nhật Duy ra trước nha anh em. Hai bạn này không làm. Đây, đúng rồi, chính xác. Kích ao Trần Nhật Duy này, một này. Và chúng ta vẫn tiếp tục là tuyển thêm thành viên cho bang hội nha. Ai chăm chỉ thì hãy vào nha. Và Phan Thành Lợi kích ao. Hiện tại cái Master Point của mình cũng không cao lắm. Mình là 107.000 Master Point. Có lẽ là mình cũng sẽ cần phải là mình có level 79 thôi. Wow. Ở đây mình có thể là edit, mình sẽ tăng lên cái min Master Point lên 100.000 đi nhỉ. Hơn 50.000 là cũng toàn là cao thủ ở đây rồi. Dĩ nhiên là thế. Lấy game, lấy gủng các kiểu xong. Chúng ta sẽ đi đánh xong cái này. Ôi cái quest này không đánh nổi này. Cái arena này đánh sấp mặt luôn ạ. Khó lắm ấy. Arena lần này là cực kỳ khó chơi, khó nhằn. Hay mình dồn hết thức ăn cho thần rừng nhỉ. Khó thế nhỉ. Lần này hay là thôi. Đánh đấm gì cái này đây. Toàn quái vật thôi anh em ạ. Không ăn được. Có HEROIC 3 sao ạ. Những con này thì mình không chơi nổi. Không lại được luôn ạ. Cũng có một số con mình cũng vẫn chơi lại được. Ví dụ con Snapper 35 này thì 40 vẫn ăn được. Rồi tạm thời đấy đã. Xong dính sau. Như vậy thì chúng ta sẽ đi cái này. Bây giờ mình có thể chọn một con bất kỳ, một con rồng bất kỳ. Nhưng mà chỉ độ hiếm. Nó không cho là Heroic nhỉ. Không cho Legend luôn ạ. Không cho Epic luôn ạ. Không cho Epic. Chỉ cho VR cũng không, R cũng không. Chỉ cho C thôi anh em ạ. Đùa nhau. Vấn đề biết lấy con gì đây. Anh em thích con gì thôi. Con gì chưa có nhỉ. Con rồng C gì chưa có nhỉ. Thì nên đi lấy nó một chút xíu cũng được. Rồng vàng này. Con C thì gần như chẳng ai lấy, chẳng ai chơi một con C luôn anh em. À đúng rồi, mình sẽ tìm Dragon. Độ hiếm nó là C. Đấy. Gần như là tất cả mình đều có hết rồi. Đây là những con mình chưa có. Có con nào đẹp không anh em? Z-Stage. Con nào đẹp nhỉ? Chưa biết con nào đẹp đây. Con Queen này. Con rồng nữ hoàng này nhìn khá đẹp. Con Queen này có like được không nhỉ? Hình như không like được. Rồi thì chúng ta sẽ lấy một con mang tên là AZTech hoặc là Queen, một trong hai con đấy để mình lấy mạch. Queen. Đâu rồi? Queen viết nào ta? ZTech, AZTech đi. Thì mình sẽ lấy con AZTech đấy anh em ơi. AZTech đây. Lấy con này nha anh em. Con này mình chưa sở hữu, mình sẽ rescue yêu cầu luôn. Đó, cái này bây giờ sẽ mở. Oh my god. Đây rồi. Vẫn có chìa khóa, vẫn có căn cứ à. Đây lấy mảnh nha anh em. Những con nào chúng ta chưa có chúng ta sẽ đi triệu hồi thôi. Cũng khá là đơn giản. Nhiệm vụ khá đơn giản. Thành công phát nhờ 100 mấy k đây. Tấn công phát nhờ. Còn là 1, 2, 3, 4 con nữa. Khá nhiều rồng ở đây. Con nào muốn gọi hy sinh, muốn nào muốn chết thì mình ra mình đập phát nữa. Còn một con, hai con nữa là đai. Khá lắm rồng, khá là nhiều rồng. Uống miếng nước cái cho nó đỡ khát đấy. Sau khi uống nước xong thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi. Rồng này mình hết, mình có thể lựa chọn những con rồng khác anh em ạ. Đấy, mình có thể chọn những con rồng này. Và nó hồi, thời gian hồi thì cũng khá là lâu. Cái này rút ra lấy thêm mảnh của những con rồng C. Nó không cho lấy, không cho lấy Legend, không cho lấy Heroic thì nó khá là vô dụng. Theo như mình thấy thì nó khá là vô dụng của chúng ta. Mình không thích lắm. Không biết anh em thế nào nhưng mình thì mình không khoái lắm với cái skill như thế này. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Không hề thích một tí nào. Rồi Ôi, khá đông rồng anh em ơi. Tấn công này auto toàn rồng xịn của mình đây anh em. 40, 40, 40 và 40. Hay cho rồng Heroic lên 40 nhỉ. Mình đang có khoảng 10 mờ thức ăn anh em ạ. Mình nghĩ là hợp lý đấy. Có thể cho lên 40 cũng được. Hoặc hay là dồn thức ăn cho con Mewtwo Mega của mình lên 60 nhỉ. Mewtwo Mega, Mewtwo Mega lên 60, à lên 70 chứ. Thì nó cũng là một cái gì đó xịn sò vãi cả thực vãi cả chày anh em ạ. Nó là con gì nhỉ? À đúng là đánh Liquid cái nhỉ? Đánh Liquid fast. Mewtwo Mega fit lên thì chưa chắc đã lên được 10 cấp đâu. Tại vì nó sẽ cần rất nhiều phút. Theo như mình đoán là nó sẽ cần rất nhiều phút luôn anh em ạ. Cho 70 là một cái chặng đường nó quá khó. Ok, chúng ta sẽ tấn công. Ôi, Trung Quốc này. Trung Quốc rồng khá yếu thôi, không có gì khỏe cả. Mình đánh thì rất là tốt, rất là khỏe. Đơn giản, team này thì mình sẽ xử lý cực kỳ nhanh thôi anh em ạ. Mình mà có này thì tốt quá nhỉ. Đổi ra đâu bây giờ? Lấy kiểu gì bây giờ? Chúng ta sẽ đi lấy mấy cái kia kiểu gì bây giờ? Khó quá nhỉ. Không hề dễ để lấy mấy cái kia. Garcia Dragon này. Ôi ok, đây là Heroic. Mình nghĩ với 10 m phút ấy, thì mình sẽ cho dòng Heroic của mình lên 30 hoặc là lên level 40 thì nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Chứ vì mình cho mấy cái con rồng kia của mình lên cất thì nó cũng không ổn lắm. Ok, tấn công phát tính sau cho 42k. À đúng rồi, mình còn nhớ một cái điều nó làm nữa, chúng ta sẽ phải nâng sao cho cái con rồng ở trong cái arena ấy để xem nó có lên được 3 sao hay không. Hình như lên được anh em ạ. Xong dồn thức ăn cho đấy. Có mỗi con đấy có thể là cân được team rồi. Tại vì nó luyện cấp độ A cộng rồi. Mấy bọn kia thì chưa luyện. Khó khăn, trồng chất khó khăn nha, không hề đơn giản. Ồ, Mewtwo Super Mega của tôi 60 và còn 10 cấp độ nữa sẽ lên được. Rồi, ồ, đợi hết giờ anh em nhá, phải đợi giờ nhá. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái đó chính là thần rừng là Snapper đúng không? Con này là con Snapper. Snapper thì nâng cấp sao lên. Nâng cấp sao lên, Empower. Wow, Snapper lên được sao nè, mà sao không lên cho nó từ sớm nhờ. Mà đợi tận bây giờ. Virago cũng lên được sao ạ? Ờ đúng rồi, chính xác là con Virago cũng lên được sao đấy. Con lên được 1 sao mà. Tại vì mình đủ cái bảo vật ấy để đổi ra ấy. Nhớ 28 ấy. Wow, vãi lồng. Chát vãi cả trường anh em ạ. Chát quá. Chát này thì ai lên? Lên cái bíp mà lên Apocalypse. Chát thế. 68 game 3 sao thì nó sẽ khác biệt lại so với phần còn lại, nhưng mà cái này vào là ăn đòn. Vào là ăn đấm. Khó nhờ, công nhận là khó, không dễ một chút nào cả. Chúng ta sẽ Liquid xong rồi, Arena bây giờ nó đấm nó sấp mặt đấy chứ. Ngồi đó mà đánh. Hải Long Vương không sao luôn ạ. Miray anh em ạ, chính là con Miray Dragon đấy. Đánh không đánh nổi luôn. Thôi vào đây đánh tí vậy. Chiến đấu một chút xíu vậy. Rồng mạnh, rồng đẹp. Cho hết sang bên này. Serasio Dragon, Resolution Dragon, Eager Drasil. Mấy con ở dưới 2 Porter và một con nữa. Đó chính là Tension. Lên. Start này anh em. Chiến đấu nào. Rồi, khá là đông. 1, 2, 3 con. Tổng cộng là sẽ 3 con rồng bên này. Khá đông nhỉ. Bây giờ mình sẽ đánh kiểu gì ở đây. Nó còn 2 con nữa, một con rồng cầm nguyên cái hòm châu báu. Nói chung là trận này cũng dễ anh em ạ, cũng không khó lắm. và chúng ta vẫn sẽ hạ được nó thôi. Đã xong. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và gặp lại anh em nhá. Bye bye.